Này làm ngon hơn à? Ờ, nước Ok. mắm mà muốn. Không có nước mắm. Tính nghề Không có nước mắm, chứ ăn không mà là bị ăn. thiếu nước mắm. Không có, không ăn. Ông ghê lắm chứ. Thử cái mà biết liền nè. Nè, nước mắm này. Cảm ơn. Nếu chỉ nghe tiếng mà không nhìn hình, có lẽ nhiều người không nhận ra người đàn ông đang nói tiếng Việt với chất giọng giặt Nghệ An này lại là người nước ngoài. Không chỉ là giọng điệu, anh thậm chí còn sử dụng các từ ngữ địa phương mô, tê, răng, dứa tự nhiên như người bản địa. Rồi bây giờ vừa hỏi trong này, Nghệ An đó, người Nghệ An gọi là quế gì? Quế chùa. Quế chùa. Đây là anh Martin Klofeld, 39 tuổi, người Đức, và một cuộc nói chuyện thường nhật với vợ anh là chị Nguyễn Thị Hòa, 39 tuổi, quê ở Nghệ An. Hiện cả hai vợ chồng đang làm việc ở Thụy Sĩ. Chị Hòa làm việc tại một trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng, còn anh Martin Klofeld là kỹ sư xây dựng. Chị Hòa cho biết chồng chị rất thích học tiếng Việt và đặc biệt là phải nói bằng chất giọng Nghệ An bởi anh muốn giao tiếp dễ dàng với gia đình vợ. Mà cái ông mới thích nhất là tiếng Nghệ An, đó là để giao tiếp với bố mẹ chị nè, với tiếng Nghệ An mình hay. Thì thứ hai nữa là tiếng Nghệ An là tiếng mẹ đẻ của chị thích tiếng Nghệ An. Nên vì chồng chị rất là yêu chị, thương bố mẹ chị, muốn có cái mối quan hệ tốt hơn với gia đình chị nên anh đã học tiếng Nghệ An. Nhận xét về vợ mình, anh Martin thấy vợ là người thông minh và chịu khó. Chị chăm chỉ biết đối nhân xử thế và là người phụ nữ thích độc lập, tự chủ kinh tế, không phụ thuộc chồng. Anh rất mê các món ăn Việt Nam do vợ nấu, lúc nào trên bàn cũng có rau xanh. Martin có cái năng khiếu ngoại ngữ. Martin chưa khi mới đi học một khóa tiếng Việt cho hoàn chuẩn kiểm chú hết. Ông Martin học tiếng Việt ấy, thì chỉ khi là nghe nói rồi nhớ và nói theo vậy thôi, chứ cũng không có khó khăn gì hết. Có nhiều người khi về Việt Nam ấy, có nhiều người chỉnh sửa cho Martin bằng dòng Hà Nội, bằng dòng Bắc, nhưng mà Martin không có thích, chồng chị không có thích. Martin chỉ thích nói tiếng Nghệ An thôi, cố gắng để học đúng từ của Nghệ An, đúng dòng điệu của Nghệ An. Khi quyết định kết hôn với cô gái Việt Nam, anh không băn khoăn điều gì vì anh tin và thương chị. Điều khiến anh lo lắng nhất là sợ chị không hợp văn hóa, ẩm thực và chuyện ba mẹ chồng khi sang Đức làm dâu. Tuy nhiên, thật may mắn khi cả nhà anh đều yêu thương và cảm mến chị.